Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vào cuộc điều tra sau khi nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, khoảng 10 giờ 45 sáng 26 tháng 2, Công an huyện Iagrai, Gia Lai đã phát hiện VTML sinh năm 2008, trú tại xã Iato, huyện Iagrai, học sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông tại phòng trọ của bạn nữ trên địa bàn thị trấn Ia Kha. Đáng nói, VTML được phát hiện sau gần 3 ngày mất tích. Tại cơ quan công an, VTML đã trình báo về việc Trần Ngọc Hát, sinh năm 2004, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, giao cấu với mình. Từ đó, lực lượng chức năng đã xác minh và tạm giữ Trần Ngọc Hát để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Quá trình xác minh, công an huyện Iagrai cũng xác nhận không có việc bắt cóc VTML. Giữa VTML và Trần Ngọc Hát được xác định là có tình cảm với nhau từ giữa tháng 1 năm 2024. Phía nhà trường cũng xác nhận, sáng ngày 25 tháng 2, học sinh của trường có thấy L đi cùng xe với một nam thanh niên ở khu vực thị trấn Iakha. Trước đó, như đã đưa tin, trưa 24 tháng 2, VTML điều khiển xe gắn máy biển số 81AU 01471 đi từ 12 giờ thứ Bảy ngày 24 tháng 2. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không được nên đã trình báo cơ quan chức năng. Tối 25 tháng 2, sau hơn một ngày mất liên lạc với VTML, anh Nguyên nhắn tin cho con gái với nội dung Về nhà đi con, ba mẹ mong con, con ơi! Con ở đâu ba mẹ đi đón con về? Về đi con, ba mẹ không mắng con đâu, đến 22 giờ 14 cùng ngày từ Zalo của VTML có dòng hồi âm cầu cứu ba mẹ cứu con với đi con không sống nổi mất sau đó l mất liên lạc anh Nguyên được bạn bè của con gái cho biết có nhận được tin nhắn từ Zalo của l với nội dung bị bắt bị nhốt bị trói tay và bị đe dọa khi người này hỏi lại là đang ở đâu thì VTML trả lời là không biết đến khoảng gần 23 giờ đêm 25 tháng 2. Bạn bè của L gọi điện đến báo cho gia đình là L đã trốn được ra ngoài, đang ẩn nấp tại khu vực Làng Giang, gần trụ sở công an huyện. Tuy nhiên khi bố mẹ đến khu vực này tìm kiếm thì không thấy. Công an huyện Iagrai đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan vụ người đàn ông đổ xăng lên đầu tỉnh địch châm lửa đốt ở Hà Nội, ngày 26 tháng 2, Công an quận Hoàng Mai Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1959 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về hành vi giết người. Ông Hoan đang bị Công an quận Hoàng Mai tạm giữ hình sự. Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội cho biết, nạn nhân trong vụ án là ông H 55 tuổi, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 98%, dù được các bác sĩ cấp cứu điều trị, ông H vẫn không qua khỏi. Theo cơ quan chức năng, khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, Hoan phát hiện vợ mình là bà PTN, sinh năm 1971, bán nước chè tại bến xe nước ngầm và ông Hát đi từ hướng nhà nghỉ ra. Hoan đã gọi ông Hát đứng lại nói chuyện nhưng ông Hát vẫn rời đi. Do bức xúc nên ông Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít đi mua xăng để trả thù ông Hát. Sau khi mua 20.000 đồng xăng cho vào chai nhựa, Nghi Phạm đi tìm ông Hát thì phát hiện ông này đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia Thảo Đen, số 1381 đường Giải Phóng phường Hoàng Liệt. Lúc này ông Hoan cầm chai xăng đi vào vị trí ông Hát đang ngồi, rồi đổ xăng thẳng lên người đối phương và châm lửa đốt. Ông Hát sau đó được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu, còn ông Hoan bỏ đi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Hoàng Mai đã vận động đối tượng ra đầu thú. Nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông Hát và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng. Hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn cãi chỉ nhau. Lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết vợ nghi phạm khẳng định không có chuyện như ông Nguyễn Văn Hoan nói. Tại cơ quan công an, ông Hoan đã khai nhận hành vi phạm tội. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo liên quan vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích và trốn trại xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh này xác định nguyên nhân do một số học viên ở cơ sở cai nghiện nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý việc các đối tượng này sử dụng ma túy bên trong phòng. Do đó, sáng 23 tháng 2 và sáng 24 tháng 2, các đối tượng này đã đánh gây thương tích cho 4 học viên. Trong đó, một học viên bị gãy hai xương sườn, ba người còn lại bị sưng bầm nhiều nơi. Theo ông Lâm Tấn Hòa, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Ủy Sóc Trăng, nguyên nhân xảy ra vụ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, thứ nhất do quá trình sinh hoạt chung một số học viên xảy ra mâu thuẫn cá nhân thậm chí đã có mâu thuẫn từ khi còn ở ngoài đến khi vào cơ sở mâu thuẫn đó bộc phát xung đột xảy ra thứ hai do một số học viên quá khích té nước theo mưa manh động lôi kéo các học viên khác gây hỗn loạn bỏ trốn khỏi cơ sở Thứ ba, cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã xuống cấp, đang được cải tạo, nâng cấp, thực tế không đảm bảo phục vụ khi số lượng học viên cai nghiện lên đến trên 400 người như hiện nay, trong khi sức chứa của cơ sở khoảng 250 đến 300 học viên. Thứ tư, lực lượng cán bộ của cơ sở này hiện quá mỏng khi chỉ có khoảng 60 người. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan và mời 45 học viên làm việc. Trong quá trình làm việc, chiều 24 tháng 2, một số học viên đã kích động nhiều người khác chống đối lực lượng công an, lợi dụng tình hình hỗn loạn có 191 học viên trốn chạy. Sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo lực lượng công an tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng quyết liệt khẩn trương xử lý hoặc tham mưu xử lý vụ việc theo quy định. Cạnh đó, phối hợp cơ sở cai nghiện truy tìm đưa các đối tượng còn lại trở lại cơ sở. Đồng thời, nắm diễn biến tình hình vụ việc, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định, đặc biệt xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra việc học viên bỏ trốn. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thành lập đoàn công tác liên ngành để khảo sát toàn diện về bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành, việc trang bị cơ sở vật chất, việc thực hiện chế độ, chính sách tại cơ sở cai nghiện. Trên cơ sở đó, đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nêu. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên đâm trọng thương hai mẹ con rồi phóng hỏa đốt nhà. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, Bùi Hoài Nam, sinh năm 1993, quê ở huyện Can Lộc, đi xe máy đến nhà bạn gái. NTL sinh năm 1998, quê ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc để nói chuyện tình cảm. Tại đây, Nam và chị L đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Lời qua tiếng lại, Nam đã hung hãn dùng kéo đâm chị L và mẹ của chị là bà VTT sinh năm 1969 khiến cả hai người bị thương nặng, rồi sau đó đổ xăng phóng hỏa đốt nhà nghe tiếng hô hoáng kêu cứu người dân trong vùng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường kịp thời đưa hai mẹ con chị l đi cấp cứu đồng thời tiến hành các phương án dập lửa tuy nhiên do nhà chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội gây thiệt hại một số tài sản gây án xong bùi hòa nam đã lẫn trốn vào rừng núi nhận được thông tin công an huyện can lộc phối hợp với phòng hình sự công an tỉnh hà tĩnh đến điều tra vụ việc tổ chức phong tỏa các nẻo đường để vây bắt nghi phạm Đến 11 giờ cùng ngày sau gần 3 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt được Bùi Hoài Nam khi đang lẫn trốn tại trang trại ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc. Được biết chị L là, là người yêu cũ của Nam, cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ hình sự Bùi Hoài Nam, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc để điều tra các hành vi liên quan giết người và hủy hoại tài sản.